ta. Rồi rồi rồi, thấy không, anh gửi tin nhắn cho em phải không? Ở đâu anh? Rồi ta ta chút điện lên cho, cả đang ngoài đường ồn quá, chút điện điện liền cho. Gần 30 mét. Nếu mà hai người là cầm cái đầu ống này không hơn được 10 phút. Chạy ra lớn rồi đó, chạy ra lớn mày á. Ống này là ống D65 nha, đầu phun 65 nha. Ghê thiệt. Rồi ok rồi. Ê đừng rồi. Rồi bô nó tự đặt cho bô. Rồi lại đây mình hướng dẫn anh em sử dụng luôn. Cái đầu này nãy mình vô chưa kích nè. Chưa. Chị mai là khi lâu ngày mình không xài mình kéo này lên để mình xả xăng bỏ nè, xăng cũ xả thấy xăng nó chảy xuống dưới rồi thôi đóng lại, cái tiếp là mình đóng e đề nhẹ ăn cái nó nổ vậy không, đóng e lại đề cái thứ hai nổ này, tại nó chạy rồi nó bị ngợp xăng anh em, mình mới kéo e ngợp ra nổ nè. Alo. Lượng nước rất là xa rồi con. Từ đây bản là khoảng 30 mét. Bữa này là báo xăng. Cái này báo nhớt. Còn đây là đồng hồ áp suất, đây là đồng hồ hút chân không. Khi mà mình đề ba máy lên rồi nhưng mà bắt buộc là cái đầu ống, cái lan cầm đầu lăn là phải là hai người nha, tư thế cầm súng nha, mới chịu nổi nha. Nãy mình có thử rồi là một người là nó thổi mình bay luôn á, rồi phải hai người lực lưỡng nha, mà đứng tư thế cầm súng mới chịu nổi nó. Và cái người quan trọng là người thứ ba là người chỉnh máy á, phải coi hai cái người cầm đầu lăn đó để khi mà mình lên ra cho nó phù hợp. Chứ mà tự nhiên mà mình đột ra chỗ này là hai người kêu báo đảm bay liền. Ra phải lên từ từ. Lên mình qua đồng hồ, khi nào mà nó ok tới mức đỏ là ok. Còn nếu mà phun xa, phun cao hơn nữa thì mình cứ lên tiếp. Nhưng mà thường người ta xài chỉ có 7 phần ga thôi chứ không ai xài hết ga hết trơn. Tại vì hai người giữ ống chịu không nổi. Và lúc nào cũng là một người đứng máy và kiểm soát là nhìn hai người kia để có trục chặt hay tắt máy. Còn thôi mà nó vuột cái đầu lăn ra rồi nó quýnh một cái, một là gãy tay gãy chân thôi, bể đầu luôn, nhập viện là chắc luôn á. Rồi ok ha. Còn cái cách thức mà chạy ống á với lắp máy á thì ban đầu mình có máy rồi, cái này là mình test máy thử, máy hoạt động ok rồi. Thì nếu mà mua á, thì liên hệ qua số điện thoại nha. Rồi ok, chào anh em. Test thế thôi. Vô là có nhu cầu alo nha, 0886356707. Chọn bộ nha bà con. Máy này á, là 1 phút là bơm trung bình á, là 1 khối nước. Nếu mà mình bơm cứng ngang chút á, là 1 khối rưỡi nước nha, có thể hơn. Còn công suất máy này thì do mình không phải thợ máy, nó không ghi thông số mình không biết, nhưng bảo đảm trên 40 ngựa. So với xi lanh nó là 1000cc, mỗi một máy nó là 520 mấy cc đó, hai máy là nó lên 1000 mấy cc đó. Nó một tiếng đồng hồ nó ăn tầm 13 lít xăng nha. Tiêu chuẩn pha nhớt thì có trên bình xăng nè, 30 lít xăng 1 lít nhớt nè. Giờ mình rút lên cho chạy khô ống đi. Rồi thử hai cuồng không? Thôi, cuồng được. Rồi để thì dở đầu ống lên xuống ống. Cho nổ ha. Nghe thôi. Nó nhỏ rồi nước bắn mạnh ghê không con? Nó chạy nhỏ xíu rồi nước mạnh ghê không? Con nào tới giường dưới đây là ok luôn. Nó rất là mạnh. Nổi à? Mệt quá.